Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa đến nay, việc xem tuổi sinh con là chuyện quan trọng trong văn hóa phương Đông. Thực tế cho thấy tuổi sinh con phù hợp với tuổi cha mẹ nhằm giúp gia đình sum vầy và thêm vượng khí là điều mà các bậc cha mẹ luôn hy vọng đạt được. Việc chọn tuổi sinh con phù hợp đúng thời điểm không chỉ tốt cho tương lai của các con mà còn là hạnh phúc của cả gia đình. Theo quan niệm của người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, một em bé sinh ra hợp tuổi với ba mẹ sẽ góp một phần cho gia đình thêm tài lộc, thuận hòa, công việc thuận buồm xuôi gió, còn có thể giúp gia đình được viên mãn bên nhau, tránh những điều xung khắc hay cảnh chia ly không đáng có. Vì thế, việc chọn đúng tuổi sinh con phù hợp không chỉ đảm bảo kế hoạch của hai vợ chồng mà còn có thể đảm bảo cho đứa trẻ có một khởi đầu thuận lợi ngay từ khi mới lọt lòng. Nhiều cặp vợ chồng không chỉ chọn năm sinh con tốt mà còn quan tâm đến việc chọn ngày giờ sinh con, mong con sinh ra sẽ thuận lợi, hanh thông, tương lai rộng mở. Chính vì thế mà ông bà ta thường quan niệm rằng sinh con mà không hợp tuổi sẽ có một tương lai không tốt cho bé sau này cũng như là cho cả ba mẹ. Trong video này, tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn về những tuổi không phù hợp để sinh con năm Quý Mão 2023. Quý vị theo dõi để có thể lựa chọn phù hợp nhé! Như chúng ta đã biết, để chọn tuổi sinh con, cần xem bố mẹ tuổi nào hợp với con sinh năm 2023 thì cần xét 3 yếu tố như sau: ngũ hành, thiên can và địa chi. Ngũ hành là yếu tố đầu tiên được nhiều người xem xét đến khi chọn năm sinh con. Nhiều người căn cứ vào quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành để chọn, chẳng hạn bố mẹ kim, mẹ mệnh hỏa thì có thể chọn sinh con vào năm mệnh thổ vì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. 1. Những tuổi có ngũ hành kỵ với ngũ hành năm 2023 là những người có mệnh mộc và mệnh hỏa. Theo ngũ hành tương khắc, con cái sinh năm 2023 sẽ có mệnh kim nên sẽ khắc. Những tuổi thuộc hành mộc, Mậu Thìn 1988, Nhâm Ngọ 2002, Quý Mùi 2003, Nhâm Tý 1972, Kỷ Tỵ 1989, Quý Sửu 1973, Canh Thân 1980 và Tân Dậu 1981. Theo luật tương khắc, kim khắc mộc, kim loại được rèn thành dao, kéo để chặt đổ cây. Vì thế, nếu bố mẹ có hành mộc sinh con năm 2023, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tài chính. Chính vì thế nên bố mẹ mệnh mộc không nên sinh con năm 2023 vì con mệnh kim sẽ khắc cha mẹ và khó nuôi. Những tuổi thuộc hành hỏa không nên sinh con năm 2023 bao gồm Giáp Thìn 1964, Ất Tỵ 1965, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Giáp Tuất 1994 và Ất Hợi 1995. Lý do hỏa xung khắc với kim, lửa mạnh sẽ nung chảy kim loại, nên bố mẹ mệnh hỏa sẽ khắc con mệnh kim. Vì trong ngũ hành, bố mẹ khắc con không quá xấu nhưng cũng có thể khiến cho tình cảm bố mẹ gặp nhiều xung đột, cãi vã, gia đình không hạnh phúc. Công việc tài vận của bố mẹ cũng có nhiều bất lợi và kém hanh thông. Con sinh ra có sức khỏe kém, bất đồng với bố mẹ và vận mệnh không tốt lành cho lắm. 2. Xét về yếu tố thiên can, với những cha mẹ có thiên can kỵ với thiên can năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão có thiên can quý là âm thủy hay còn gọi là quý thủy, nên thiên can quý này khắc với thiên can đinh và xung với thiên can kỵ. Những người thuộc can đinh, tuổi 1997 đinh sửu, 1987 đinh mão, 1977 đinh tỵ, 1967 đinh mùi, 1957 đinh dậu. Do can quý âm thủy khắc với can đinh âm hỏa, hai thiên can này đều thiên về đối nội và đẩy nhau ra xa. Vì vậy, những cặp cha mẹ có thiên can này không phù hợp sinh con năm 2023. Những tuổi thuộc thiên can kỷ, 1999 kỷ mão, 1989 kỷ tỵ, 1979 kỷ mùi, 1969 kỷ dậu. Do thiên can quý, âm thủy sẽ khắc với những người có thiên can đinh, âm thổ. Vì thế nên nếu bố mẹ can kỷ sinh con năm 2023 dễ rơi vào cảnh khắc chế con, khiến đứa trẻ khó gần gũi với cha mẹ. Vì thế cha mẹ khó chia sẻ và bảo ban con cái. 3. Xét về yếu tố địa chi. Những tuổi có địa chi kỵ với địa chi mão trong tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu không nên lập kế hoạch sinh con trong năm 2023. Vì sao lại như vậy? Tuổi Tý hình thái tuế là thiên xung, tuổi Tý đối diện với hình thái tuế trong năm Quý Mão 2023 nên khó tránh khỏi việc gặp khó khăn. Người gặp hình thái tuế cũng bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, tiểu nhân quấy phá, gặp tai nạn hình thương bất ngờ. Sự nghiệp của tuổi Tý có tiểu nhân cản đường nên khó tiến triển tốt đẹp như dự tính.
Nghiêm trọng hơn, tuổi Tý có thể vướng vào thị phi, gặp tranh chấp, tài lộc của tuổi Tý cũng chưa ổn định, bản mệnh dễ rơi vào cảnh mất tiền tốn của, đầu tư không sinh lời. Trong tình huống này, chào đón một thành viên mới trong gia đình không phải là lựa chọn tốt. Đây chính là lý do Tý được khuyên không nên sinh con vào năm tới. Bên cạnh đó, do cha mẹ tuổi Tý nằm trong tứ hành xung nên ít nhiều có nhiều điểm xung khắc với con cái. Vì thế việc nuôi dạy con cái tuổi Mão cũng được dự toán sẽ gặp nhiều khó khăn do tính cách không hợp nhau. Tuổi Thìn hại thái tuế. Người gặp hại thái tuế sẽ gặp chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp. Tài vận lẫn sự nghiệp khó có bước đột phá, thị phi nhiều. Về sự nghiệp, tuổi Thìn có thể gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, rất dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu, hao tiền tốn của. Vận khí sa sút khiến tài chính của tuổi Thìn cũng hao hụt đi nhiều. Đó chính là lý do tại sao con giáp này không nên vội vàng sinh con trong năm tới. Vì nếu sinh con vào thời điểm này, tuổi Thìn sẽ càng mệt mỏi, căng thẳng hơn, thêm gánh nặng cho con cái. Bản mệnh càng dễ mắc sai lầm khi muốn đầu tư và kiếm tiền nhanh chóng. Xét về tính cách thì cha mẹ tuổi Thìn và con tuổi Mão cũng không thuộc nhóm hợp nhau nên quá trình nuôi dưỡng được dự báo sẽ diễn ra không thuận lợi, hai bên xung khắc. Trẻ lớn lên thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, phải tự lực cánh sinh. Tuổi Ngọ phá thái tuế. Tuổi Ngọ gặp phải cục diện phá thái tuế nên cuộc sống bị đảo lộn khá nhiều. Người gặp hạn phá thái tuế sẽ gặp thất bại và tổn thất trong làm ăn, vận sa sút, tiểu nhân thị phi bùa vây, các mối quan hệ xã giao diễn ra không tốt, kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại khiến tuổi Ngọ gặp nhiều phiền phức, công việc khó khăn phát triển. Con giáp này còn rơi vào trạng thái bi quan và tiêu cực. Vì thế nếu thêm cả chuyện sinh con thì áp lực càng thêm nặng nề. Xét về tính cách, các bé được sinh năm Mão cũng được dự báo không hợp tính với cha mẹ tuổi Ngọ, trong khi Ngọ có tính cách phóng khoáng, cởi mở, thích bay cao bay xa và đặt lên vai con những áp lực vô hình, thì tuổi Mão lại hiền hòa, sống nội tâm nên khó tìm được người san sẻ. Tuổi Dậu xung thái tuế. Tuổi Dậu là một trong những con giáp không nên sinh con vào năm Quý Mão 2023, nguyên nhân là do bản mệnh gặp cục diện xung thái tuế, mọi phương diện đều không được như ý muốn. Người gặp xung thái tuế sẽ có nhiều xáo trộn trong cuộc sống, có nhiều thay đổi, môi trường xung quanh nhiều biến động, không được quý nhân trợ giúp nên làm gì cũng cần cẩn thận. Theo tử vi, cha mẹ tuổi Dậu và con tuổi Mão cũng không phải là nhóm tuổi hợp nhau, con sinh ra có thể hay ốm vặt, quấy khóc, làm không khí gia đình thêm căng thẳng. Vì thế, sinh con trong năm 2023 Quý Mão không phải là lựa chọn tốt nhất. Bằng tổng kết những tuổi không hợp sinh con năm 2023, ngũ hành kỵ, hành mộc, 1988 Mậu Thìn, 2002 Nhâm Ngọ, 2003 Quý Mùi, 1989 Kỷ Tỵ, 1980 Canh Thân và 1981 Tân Dậu. Hành hỏa, 1978 Mậu Ngọ, 1979 Kỷ Mùi, 1986 Bính Dần, 1987 Đinh Mão, 1994 Giáp Tuất và 1995 Ất Hợi. Thiên can kỵ, thiên can đinh 1997 Đinh Sửu, 1987 Đinh Mão, 1977 Đinh Tỵ. Thiên can kỷ 1999 Kỷ Mão, 1989 Kỷ Tỵ, 1979 Kỷ Mùi. Phạm thái tuế tuổi Tý, 1984 Giáp Tý, 1996 Bính Tý. Tuổi Ngọ 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ, 2002 Nhâm Ngọ. Tuổi Dậu 1981 Tân Dậu, 1993 Quý Dậu, 2005 Ất Dậu. Trên đây là gợi ý chung về những tuổi không phù hợp để sinh con trong năm 2023. Tuy nhiên nếu quý vị và các bạn thuộc nhóm tuổi trên mà vẫn muốn sinh con vào thời điểm này thì cần phải xác định trước những khó khăn mà mình sẽ gặp phải, cũng như tìm cách khắc phục tính cách và các quan điểm của mình trong việc giáo dục con cái. Đây là một quá trình lâu dài mà bạn cần nhiều sự kiên nhẫn. Bên cạnh đó, đối với bố mẹ có ngũ hành, thiên can và địa xung khắc với con nhưng vẫn muốn sinh con năm 2023, bố mẹ có thể bổ sung ngũ hành thiếu cho con bằng cách chọn giờ đẹp, ngày và tháng phù hợp để sinh con, đồng thời bổ sung ngũ hành tương ứng với như màu sắc quần áo, đặt tên, trang sức hay sử dụng vật phẩm phong thủy để khắc chế phần nào xung đột. Ngoài ra, lời khuyên cho ba mẹ muốn sinh con trong năm 2023, ngoài hợp tuổi tương sinh với con ra thì cần có sức khỏe sinh sản tốt. Nếu như sức khỏe ba mẹ không tốt thì dẫn đến việc sinh thiếu tháng khiến bé chậm lớn hay ốm đau. Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp ích cho được quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về những video tiếp theo.